Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài và hy vọng các bạn không bị dài cổ khi chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một chủ đề đã khá quen thuộc, từng được đề cập rất nhiều, đó chính là quái vật Loch Ness, hay còn được người ta gọi với cái tên thân thương là Nessie. Chả là trong tuần vừa rồi có một tin tức cũng khá xôn xao liên quan đến cái hồ cũng như con quái vật này, đó là đã có 200 người tham gia vào một trong những cuộc tìm kiếm Nessie lớn nhất lịch sử. Kết quả, như báo chí đưa tin, vẫn là không có gì cả. Rốt cuộc thì người thắng lớn nhất vẫn là các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, kỹ thuật, v.v. cho 200 vị khách xung quanh cái hồ mà thôi. Tuy nhiên thì sự kiện này cũng đã làm dấy lên lại những bàn tán về quái vật Loch Ness cũng như tính chất thực hư của sinh vật huyền thoại này. Một số bạn đã nhắn cho Dynoman hỏi, rốt cuộc thì quái vật Loch Ness có thật không và nó có phải là khủng long như một số giả thuyết hay không? Thật ra thì nếu bạn chịu khó tìm kiếm một chút sẽ thấy có nhiều video rất hay lý giải đầy đủ quá trình tìm kiếm cũng như kết quả về việc Nessie có thật hay không. Dù vậy thì thể theo yêu cầu của các bạn thì video ngày hôm nay của Mê Khủng Long TV vẫn sẽ nói về Nessie, chỉ là ở khía cạnh liên quan đến khủng long hơn một chút, kèm theo một số cập nhật tương đối thú vị về con quái vật huyền thoại của xứ Scotland. Nào, các bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi đến Loch Ness chưa? Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên thì chúng ta hãy mượn cô máy thời gian của hai anh bạn Doraemon và Nobita để xuôi về quá khứ, tìm hiểu xem huyền thoại Nessie đã bắt đầu như thế nào. Không cần phải đi quá xa đâu, 90 năm là đủ rồi. Đó là năm 1933, cụ thể là ngày 15 tháng 4, người đàn ông tên John McKay đang lái xe chở vợ mình là Ellie trên con đường A82 mới mở, nối liền hai thành phố lớn ở xứ Scotland là Glasgow và Inverness. Loch Ness, tức hồ Ness, là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp mà con đường này đi ngang qua. Trước đây khi chưa có đường A82 thì con người rất khó tiếp cận với khu vực xung quanh hồ. Theo lời thuật lại của hai vợ chồng, trong lúc ông John lái xe, bà Ellie tranh thủ ngắm cảnh hồ và chợt nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang ngụp lặn trên mặt hồ, nước tung tóe như một cái vạc đang sôi. Sau đó nó nhanh chóng biến mất để lại một khối bọt nước khổng lồ cũng như những gợn sóng to như được một con tàu hơi nước tạo ra. Bà Ellie khi trông thấy đã hét lên với chồng, dừng lại quái vật kia. Họ mô tả nó giống như một con quái thú hay một con cá giống cá voi. Những lời tường thuật này sau đó được đăng trên tờ báo Scotland The Inverness Courier vào ngày 2 tháng 5 năm 1933 và khiến dư luận vô cùng xôn xao về sự hiện diện của một quái vật bí ẩn trong lòng Loch Ness. Và chỉ 2 tháng sau đó thì một nhân chứng khác tiếp tục báo cáo về việc trông thấy sự xuất hiện của một sinh vật kỳ lạ tại Loch Ness, đó là George Spicer, và ông cũng nhìn thấy nó khi đang lái xe chở vợ đi chơi. Họ mô tả đã nhìn thấy một sinh vật to lớn cao khoảng 1,2m và dài 8m băng ngang qua đường, ngay trước xe của họ, trong miệng nó ngậm một con mồi đầy máu. Con vật sở hữu cái cổ dài, to hơn vòi voi một chút, nhưng Spicer và vợ cho biết họ không nhìn thấy cái chi nào. Đây chính là mô tả đầu tiên thể hiện quái vật Loch Ness như một con khủng long cổ dài hay thần lằn cổ rắn, là nguồn gốc của rất nhiều hình dung tương tự sau này, như của Arthur Grant vào năm 1934, và một trong những bằng chứng nổi tiếng nhất chính là bức ảnh của bác sĩ phẫu thuật do một bác sĩ tên là Robert Kenneth Wilson chụp được cũng vào năm 1934. Đây là bức ảnh đầu tiên cho thấy phần đầu, phần cổ và phần lưng của con vật. Từ hình ảnh này, hình dung về quái vật Loch Ness như một sinh vật giống thần lằn cổ rắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và do thần lằn cổ rắn cho đến tận ngày nay vẫn còn bị nhiều người nhầm là khủng long, nên họ cũng đánh đồng quái vật Loch Ness với khủng long. Và sau đó là những bằng chứng và nhân chứng khác, nhưng thành thực mà nói, không đủ nhiều và cũng không đủ thuyết phục để chứng minh sự tồn tại của quái vật Loch Ness. Đó là chưa kể việc đây có các nhóm tìm kiếm quy mô lớn được tổ chức để truy tìm con quái vật này, với các công nghệ được áp dụng ngày càng hiện đại theo thời gian, từ dùng thợ lặn, dò tìm bằng thủy âm cho đến xét nghiệm ADN trong môi trường. Nói tóm lại là cho đến nay, quái vật Loch Ness là một huyền thoại và từ rất lâu rồi, nhiều người đã cho rằng đây chỉ là một tin vịt hay nặng nề hơn là một cú lừa. Bây giờ tạm gác lại chuyện Nessie có thật hay không, chúng ta quay trở lại với câu hỏi chính của video ngày hôm nay. Liệu Nessie, như những gì các nhân chứng quan sát thấy, có phải là một con khủng long hay không? Có thể thấy một điều rằng, lời mô tả của các nhân chứng có sự không nhất quán với nhau. Lúc thì họ nói nó giống cá voi, lúc thì thần lằn cổ rắn hay khủng long, lúc thì một khổng lồ, nên rất khó để kết luận nó thực sự là con gì. Mặc dù vậy thì những bằng chứng nổi tiếng nhất như bức ảnh của bác sĩ phẫu thuật thể hiện quái vật Loch Ness giống như một sinh vật cổ dài, kiểu giống như khủng long cổ dài hay thần lằn cổ rắn vậy. Bức ảnh này phần nào khớp với những mô tả trước đó của các nhân chứng như vợ chồng Spicer, Arthur Grant nên càng khiến người ta tin rằng Nessie nếu có tồn tại thì sẽ trông giống như khủng long cổ dài hay thần lằn cổ rắn.
Thậm chí là những hình dung này còn được ủng hộ với kiến thức khoa học của thời đó nữa cơ. Nguyên do là bởi khi khám phá ra những loài khủng long sauropod cổ dài khổng lồ, các nhà cổ sinh vật học cảm thấy rất khó lý giải việc một sinh vật có kích thước to và trọng lượng nặng như vậy lại có thể sống ở trên cạn. Vì thế họ cho rằng khủng long sauropod sẽ sống với phần thân chìm hoàn toàn hoặc chỉ một phần dưới nước, để nước giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể của chúng như cá voi vậy, còn phần cổ và đầu sẽ nhô lên khỏi mặt nước để hô hấp giống như bức tranh này. Chưa hết đâu nha, dường như năm 1933 lại là năm không thể thích hợp hơn để người ta nhìn thấy một quái vật như thế, bởi năm đó các rạp phim trên khắp Vương quốc Anh bị công phá mạnh mẽ bởi bộ phim bom tấn King Kong. Trong phim có cảnh các nhân vật đối mặt với một con khủng long cổ dài nhô đầu và cổ lên khỏi mặt nước lật úp chiếc bè của họ. Sự giống nhau giữa chi tiết này trong phim và những hình dung của quái vật Loch Ness có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Một trường hợp quái vật bị hình dung tương tự đó chính là quái vật Mokele Mbembe ở châu Phi. Tuy vậy thì giả thuyết quái vật Loch Ness là khủng long cổ dài hay thằn lằn cổ rắn đều đã bị bác bỏ một cách mạnh mẽ sau đó. Vào thập niên 1970, các nhà cổ sinh vật học mới giải thích được những cấu trúc gọi là khoang khí bên trong xương của các loài sauropod, và với những cấu trúc rỗng như vậy, con vật sẽ không thể chìm hoàn toàn trong nước mà sẽ nổi và khó giữ được sự cân bằng. Mặt khác thì trong bức ảnh của Robert Kenneth Wilson, con vật dường như đang ở giữa hồ, trong khi độ sâu trung bình của Loch Ness là 132m, một độ sâu mà ngay cả những con sauropod khổng lồ nhất, có cái cổ dài nhất cũng khó đứng ở đáy hồ mà nhô lên được. Trường hợp Nessie là thằn lằn cổ rắn cũng không hợp lý, bởi thằn lằn cổ rắn có cái cổ khá cứng và không thể vươn cổ theo kiểu thiên nga như trong bức ảnh đã chụp được. Vậy nếu con khủng long đó đang bơi thì sao? Chúng ta biết rằng có thể có một số loài khủng long phi điều có lối sống bán thủy sinh với khả năng bơi lặn dưới nước rất giỏi. Nếu chỉ lập luận đơn giản rằng vì khủng long không sống dưới nước nên Nessie không phải khủng long thì quá đơn giản. Vì chỉ kịp nhìn thoáng qua nên chưa ai có thể thấy Nessie có ở trong nước 100% thời gian không, hay đó chỉ là lúc nó đang bơi từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề về sự tồn tại của Nessie. Giả sử những gì người ta quan sát được là một con khủng long thật sự, một loài khủng long biết bơi rất giỏi và có kích thước to lớn chẳng hạn, thì sự tồn tại của nó liệu có hợp lý hay không? Chưa cần đến những bằng chứng công nghệ cao như thủy âm hay xét nghiệm ADN môi trường, điều này làm tôi nhớ đến một câu hỏi mà tôi từng nhận được khi mới bắt đầu làm mê khủng long. Khi đó có một bạn hỏi rằng, liệu có khả năng một nhóm khủng long phi điểu khổng lồ nào đó vẫn còn sống sót cho đến tận ngày nay, ở đâu đó mà con người chưa tìm thấy hay không? Khi nhận được câu hỏi này, tôi đã trả lời rằng gần như không thể. Mà nói gần như không thể cho có vẻ khách quan vậy thôi, chứ trong lòng thì tôi tin là 100% không thể luôn cho nó vuông. Lý do là bởi để một loài nào đó tồn tại được qua một thời gian dài, có thể nói là hàng chục nghìn năm thôi chứ chưa nói đến hàng chục triệu năm, thì chúng phải sở hữu một quần thể có số lượng tương đối lớn để có thể duy trì nòi giống. Một quần thể lớn của những cá thể khổng lồ là thứ rất khó để không bị phát hiện trong tự nhiên. Cần nhớ rằng từ lâu con người đã không còn phát hiện thêm những động vật mới có kích thước lớn nữa. Lần gần nhất chính là sao la của Việt Nam, một phát hiện cũng đã diễn ra từ cuối thế kỷ 20. Vì thế nếu Nessie tồn tại và là khủng long phi điểu thì phải có rất nhiều Nessie để chúng có thể duy trì nòi giống cho đến tận ngày nay. Còn nếu chỉ có một Nessie thì phải có một thế lực siêu nhiên nào đó, chẳng hạn như hai thánh đô và nô tác động để anh bạn này sống bất tử qua hàng chục triệu năm mà không cần bản tình. Mà sống như thế thì có ý nghĩa gì nữa nhỉ? Mà chém gió vậy thôi chứ thật ra có thể chúng ta đã tìm thấy Nessie từ lâu rồi nhưng không chịu thừa nhận mà thôi. Đó có thể là một giống lươn khổng lồ hay cá khổng lồ vẫn sống lâu nay trong hồ Ness như kết quả xét nghiệm ADN môi trường hồi năm 2018 thể hiện. Chỉ có điều chúng ta cứ mãi đi tìm kiếm một bóng hình khủng long hay thằn lằn cổ rắn gì đấy. Hoặc đơn giản là một số người nào đó cứ muốn cuộc tìm kiếm này tiếp tục mãi mãi để người ta luôn nhớ đến Loch Ness như một địa điểm huyền thoại, bí ẩn và hấp dẫn trong mắt của khách du lịch. Cũng xin cập nhật thêm một chút về tình hình có vẻ không khả quan lắm của quái vật Loch Ness. Như các bạn có thể đã biết thì Scotland hiện tại là một phần của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nhưng trong lòng đất nước này vẫn tồn tại tư tưởng giành độc lập. Đảng cầm quyền tại Scotland hiện nay là Đảng Dân tộc Scotland, là một tổ chức chính trị có tư tưởng như vậy. Hồi tháng 3 năm 2022 thì đảng này được cho là đã soạn ra một giáo án, một nghiên cứu xã hội dài 17 trang, dự kiến dùng cho các trường cấp 2 trên cả nước, trong đó ngầm sử dụng Nessie như một công cụ tuyên truyền tư tưởng chống Anh cho học sinh. Tại sao là như vậy? Bởi Đảng Dân tộc Scotland cho rằng Nessie chỉ là một biểu tượng mà những người Anh kiêu ngạo dùng để ám chỉ rằng người Scotland là những đứa trẻ ngốc nghếch, dại khờ, thích tin vào sự tồn tại của rồng và do đó nên bị cai trị bởi những người lớn khôn ngoan. Người lớn khôn ngoan đây tức là người Anh đấy. Trên một khía cạnh nào đó thì Nessie đang bị ghét bỏ trên chính quê hương của mình, lọt giữa hai làn đạn của một cuộc chiến văn hóa chính trị, dù cho vẫn còn rất nhiều người yêu mến sinh vật huyền thoại này. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Nếu thấy thích các video của Mê Khủng Long TV thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.